cuộc hội đàm trực tiếp kéo dài 3 giờ đồng hồ, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận hàng loạt vấn đề song phương cũng như các vấn đề toàn cầu quan trọng. Reuters đưa tin, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay ngày 14 tháng 11 đã có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên kể từ khi ông Biden trở thành chủ nhân Nhà Trắng. Cuộc gặp diễn ra tại Bali, Indonesia, khi hai nhà lãnh đạo tới đây để dự hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 11. Trước sự có mặt của các phóng viên quốc tế, lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tươi cười, bắt tay nhau. Là lãnh đạo của hai quốc gia, theo tôi, chúng ta cần phải chứng minh được rằng Trung Quốc và Mỹ có thể hợp tác để giải quyết bất đồng, không cho sự cạnh tranh giữa hai bên leo thang thành xung đột, đồng thời tìm cách cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu cấp bách như biến đổi khí hậu và thiếu hụt lương thực, Tổng thống Biden phát biểu mở đầu cuộc gặp. Nở nụ cười khi gặp ông Tập, Tổng thống Mỹ Biden nói ông muốn Mỹ và Trung Quốc quản lý sự khác biệt, ngăn cạnh tranh trở thành xung đột. Theo ông Biden, Mỹ và Trung Quốc cũng cần có vai trò trong việc đối phó với các thách thức về khí hậu và thiếu hụt lương thực. Về phần mình, ông Tập Cận Bình nói rằng quan hệ Mỹ-Trung hiện nay chưa đạt được kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần tìm hướng đi đúng đắn cho mối quan hệ Mỹ-Trung, tìm giải pháp để nâng cấp mối quan hệ này. Thế giới kỳ vọng Mỹ và Trung có thể cải thiện và duy trì mối quan hệ. Chủ tịch Trung Quốc đánh giá mối quan hệ hiện tại không phù hợp với lợi ích của cả hai nước, nhấn mạnh hai lãnh đạo cần tìm hướng đúng đắn cho quan hệ song phương và thúc đẩy quan hệ, đồng thời sẵn sàng cùng ông Biden đưa mối quan hệ trở lại đúng hướng. Hai nhà lãnh đạo đã có 5 cuộc trao đổi qua điện thoại và video kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021. Các quan chức Nhà Trắng cho biết, điều họ kỳ vọng trong cuộc gặp ngày 14 tháng 11 là chính thức nối lại hợp tác và liên lạc quy mô nhỏ, vốn đã đình trệ do Bắc Kinh phản ứng đối với vấn đề Đài Loan. Theo CNN, trong cuộc gặp kéo dài 3 giờ đồng hồ, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung Quốc được cho là đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên giữa hai nước, duy trì hòa bình, ổn định ở eo biển Đài Loan, chống biến đổi khí hậu,